Xin chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với trường Đại học Tây Đô, nơi khởi nguồn ý tưởng cho đề tài nghiên cứu bào chế kem chống nắng titan dioxide và kẽm oxit, được vinh dự là một trong những đề tài tham dự vòng chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25 năm 2023. Và bây giờ xin mời quý thầy cô và các bạn cùng nhìn lại quá trình nghiên cứu của nhóm nhé. Nghiên cứu khoa học đối với chúng ta chưa bao giờ là điều dễ dàng. Từ việc tìm tòi nhiều lĩnh vực, nhiều tài liệu để cho ra được ý tưởng đề tài nghiên cứu cho đến quá trình thực hiện đề tài. Đôi khi, những ý tưởng xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất. Nhưng quan trọng chúng ta có đặt ra câu hỏi cho những vấn đề đó không? Và hình thành ý tưởng đó để phát triển hiện thực hóa ý tưởng đó lại là một quá trình gian nan khác. Tuy nhiên, thời sinh viên là một lợi thế khi thầy cô hướng dẫn một người bạn đồng hành cùng vượt qua những khó khăn đó. Những lần thực hiện là rất nhiều lần thất bại, bế tắc. Nhưng quan trọng chúng ta đều vững được niềm tin và động lực vào điều mình làm. Khó khăn, nghịch cảnh không đáng sợ. Đáng sợ là khi mới gặp khó khăn, bạn đã chùn bước. Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy, không biết thì hỏi, nhưng không đi thì chẳng bao giờ tới. Quả ngọt nhất là quả được hái từ cây nỗ lực, chứ không phải cây may mắn. Trước khi nghiên cứu, thay vì nói mình sợ thất bại, hãy nói mình nóng lòng được thử.